mời quý đồng nghiệp chúng ta cùng nhìn cái hình này. Thì đây là một cái hình rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta thấy cái người đứng giữa chính là vua bóng đá Pele. Cái người đứng ở bên tay trái này chính là cầu thủ Maradona, thì cũng vừa mới mất ở đây. Và cái người ở bên tay phải là Platini. Thì một cái bức hình có cả ba cái huyền thoại bóng đá ở trong đó. Những cái điểm đặc biệt là chúng ta thấy ở trên áo của Maradona có cái dòng chữ No Trust. Cái điều đó là nhằm để kêu gọi cái việc mà không có sử dụng những chất kích thích ở trong thể thao. Nhưng mà chúng ta biết về sau này thì Maradona phải đi cai nghiện ma túy. Còn trên áo của Platini thì có cái chữ là No Trust, tức là không có giả dối, không có tiêu cực, nhằm kêu gọi một cái tinh thần trong sáng. Và nhưng mà về sau này thì chính Platini lại bị dính vào những cái cáo buộc là tham nhũng trong thời gian làm chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Thì cái hình này nó cho chúng ta thấy một cái vấn đề, đó là nói thì dễ nhưng mà làm thì nó rất là khó. Và giống như là trong nghiên cứu Steno 2, tất cả chúng ta đều biết cái việc mà mình kiểm soát tích cực và toàn diện cùng lúc nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa cho người đái tháo đường thì có thể đẩy lùi được các cái biến chứng mãn tính đi rất là mạnh mẽ và kéo dài đến nhiều năm sau đó. Tuy nhiên thực tế chúng ta có làm được như vậy hay không? Trong cái chương trình Jay, kết quả đăng ở trên tờ Lancet vào năm 2014, chúng ta biết rằng người ta khảo sát việc đạt ba cái mục tiêu điều trị đái tháo đường. Thứ nhất là kiểm soát đường huyết với HB1C dưới 7%, kiểm soát huyết áp dưới 130/80 mm thủy ngân và kiểm soát cái LDL cholesterol đạt mục tiêu. Thì trong cái nhóm mà dân số của Việt Nam chúng ta tham gia vào nghiên cứu này, chúng ta thấy việc mà bệnh nhân đạt được ít nhất một trong ba cái tiêu chí này thì nó đạt 80%. Nếu đạt được cả hai trong ba tiêu chí thì nó chỉ còn 40%. Và nếu bệnh nhân đạt được cả ba cái tiêu chí này cùng lúc, mình thấy rằng tỷ lệ nó chỉ có 10% thôi. Rõ ràng mình biết kiểm soát được càng nhiều yếu tố nguy cơ càng có lợi cho người bệnh, nhưng mà cái nói thì dễ nhưng mà làm thì nó không có dễ. Và cái điều khó khăn ở đây là bởi vì trên cái người đái tháo đường nó luôn luôn tồn tại nhiều cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý đồng mắt cùng lúc, như là béo phì, tăng huyết áp, rồi gan nhiễm mỡ, tăng lipid máu, tăng acid uric, tiểu albumin, bên cạnh cái tăng đường huyết. Do đó cái việc mà kiểm soát cùng lúc nhiều yếu tố này đòi hỏi là chúng ta phải phối hợp nhiều các loại thuốc, và càng phối hợp nhiều thuốc thì cái hiệu quả của nó sẽ càng khó mà đạt được một cách chắc chắn. Tuy nhiên rất may là hiện nay chúng ta lại có một cái nhóm thuốc mới, đó là nhóm thuốc ức chế SGLT2. Đây là cái nhóm thuốc nó có thể làm thải gluco và natri ra nước tiểu. Thì cái việc mà thải gluco ra nước tiểu nó có thể làm giảm được HB1C cho bệnh nhân và có thể giúp cho người bệnh giảm cân, giảm được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Đồng thời nó thải được cả acid uric ra nước tiểu, cho nên là giảm được acid uric máu. Và cái việc mà nó thải natri ra nước tiểu của cái nhóm thuốc này góp phần làm giảm huyết áp và giảm cái áp lực trong cầu thận, từ đó có thể dẫn đến giảm albumin trong nước tiểu cho bệnh nhân. Thì rõ ràng đây là một cái nhóm thuốc nó rất là có lợi, bởi vì nó tác động lên cùng lúc nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa khác nhau. Và chẳng hạn như nói về cái vấn đề tăng đường huyết thì chúng ta thấy trong các cái phân tích gộp nghiên cứu pha 3 thì empagliflozin khi mà được sử dụng thì nó có thể làm giảm được cái HB1C đi tới khoảng 0.6-0.8% so với giả dược. Và cái đường huyết đói thì giảm được khoảng 36mg trên decilit. Trong một cái nghiên cứu so sánh giữa SGLT2 với lại SU, người ta thấy rằng empagliflozin nó làm giảm HB1C không hề thua kém glimepiride trong suốt 4 năm nghiên cứu, nhưng nó lại có cái nguy cơ hạ đường huyết quá mức. So với SU nó giảm đi tới 10 lần, thì rõ ràng đây là một cái thuốc làm giảm được HB1C có hiệu quả nhưng mà nó lại tiềm ẩn cái nguy cơ hạ đường huyết thấp, từ đó thì nó rất là an toàn cho bệnh nhân. Trong nghiên cứu Embarrass Outcome, người ta thấy rằng những bệnh nhân mà chưa có được sử dụng insulin thì cái việc mà uống empagliflozin nó sẽ trì hoãn được cái nhu cầu phải khởi trị insulin là 54%. Và trên những bệnh nhân mà đang được dùng insulin rồi thì khi mà dùng thêm empagliflozin vào thì nó làm giảm được 57% cái nhu cầu là ta phải tăng liều insulin lên 20% so với cái liều insulin mà bệnh nhân đang sử dụng. Nói về cái vấn đề tăng huyết áp thì sao? Empagliflozin nó đã chứng minh là có thể làm giảm được huyết áp tâm thu so với ban đầu khoảng 5.2 hoặc là từ 3.7 cho tới 5.2 cái mm thủy ngân. Và cái con số giảm cái huyết áp tâm thu này mặc dù nó ít nhưng mà nó vẫn tốt hơn là giả dược và tốt hơn một cái thuốc so sánh khác là sitagliptin 100mg.
Cái điểm đặc biệt khi mà làm giảm huyết áp tâm thu của cái thuốc này đó là chúng ta thấy trên những bệnh nhân mà huyết áp ban đầu chưa được kiểm soát tốt thì empagliflozin có thể làm giảm huyết áp tâm thu tới 7,7 mm thủy ngân, nhưng trên những bệnh nhân mà huyết áp ban đầu nó đang được kiểm soát đạt mục tiêu đó, thì cái thuốc này nó là gần như nó không có làm thay đổi huyết áp cho người bệnh. Thì cái điều đó cho mình thấy là cái hạ huyết áp của cái nhóm SGLT2 này nó có tỷ lệ với lại cái mức huyết áp ban đầu của người bệnh, và như vậy thì nó cũng tương đối là an toàn cho bệnh nhân. Thì cái việc mà làm giảm huyết áp tâm thu của cái nhóm thuốc này có thể liên quan tới cái vấn đề nó làm tăng thải cái natri ra nước tiểu và gây ra cái lề niệu thẩm thấu. Vì vậy khi mà bệnh nhân được sử dụng cái nhóm thuốc này, chúng ta nên nhắc nhở bệnh nhân uống nước cho nó đầy đủ để tránh cái tình trạng có thể là bị hạ huyết áp tư thế ban đầu. Và về huyết áp tâm trương thì cũng tương tự như vậy, thuốc empagliflozin có thể làm giảm được khoảng 1-2 mm thủy ngân huyết áp tâm thu so với ban đầu. Cái con số này thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà nó vẫn là nhiều hơn có ý nghĩa thống kê so với giải dược hoặc là cái thuốc ức chế DPP-4. Nói về cái vấn đề rối loạn lipid máu thì người ta thấy rằng tác động của empagliflozin lên trên cái dung mạo lipid sau 24 tuần điều trị thì có thể làm tăng có ý nghĩa thống kê cái HDL cholesterol. Đây là cái cholesterol có tác dụng tốt và nó có thể làm giảm được cái triglyceride, cũng có ý nghĩa thống kê. Về cái LDL cholesterol ở đây chúng ta thấy là xu hướng của empagliflozin nó có làm tăng cái LDL cholesterol. Tuy nhiên nếu mình xét cái tỷ lệ LDL trên HDL cholesterol thì cái tỷ lệ này nó lại giảm, chứng tỏ là cái hiệu quả mà nó làm tăng HDL nó vượt trội hơn là cái hiệu quả mà nó làm tăng cái LDL cholesterol. Xét về cái vấn đề béo phì thì bởi vì đây là một cái bệnh đồng mắt rất là hay gặp ở trên những bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thì người ta thấy rằng empagliflozin khi mà sử dụng thì có thể làm giảm cân cho người bệnh trung bình là 2,5 kg so với trước khi điều trị. Và cái vấn đề mà giảm cân của empagliflozin nó liên quan chủ yếu tới 80% là giảm cái lượng mỡ tạng, chứ không phải là nó gây giảm cân vì gây cho bệnh nhân ở tình trạng mất nước. Và chúng ta biết rằng cái hiệu quả mà làm giảm mỡ tạng của empagliflozin là rất có lợi với cái người châu Á của mình, bởi vì cái nghiên cứu cho thấy bệnh nhân châu Á của chúng ta có cái lượng mỡ tạng luôn luôn là nhiều hơn người da trắng với cùng một cái mức BMI giống nhau. Một cái vấn đề nữa là thay đổi về vòng eo thì người ta thấy rằng sau 164 cái tuần điều trị thì empagliflozin có xu hướng nó làm giảm vòng eo cho người bệnh đi khoảng 1,5 cm. Đây là cái con số trung bình trong các nghiên cứu. Nhưng mà thực tế điều trị thì nhiều bác sĩ cũng nhận thấy là khi mà được uống cái empagliflozin mà kết hợp với lại metformin và cái chế độ ăn uống hợp lý thì nhiều bệnh nhân cho thấy là cái vòng eo họ cải thiện, giảm đi rất là rõ. Liên quan tới cái tiểu albumin, đây là một cái dấu ấn không những cho tổn thương thận mà còn là cái làm tăng cái biến cố tim mạch cũng như là tử vong cho người bệnh đái tháo đường. Thì trong nghiên cứu EMBARAT Outcome, người ta thấy rằng empagliflozin nó làm giảm được cái albumin ở trong nước tiểu liên tục suốt 192 tuần lễ. Và những bệnh nhân mà có mức độ tiểu albumin ban đầu càng nhiều, tức là macroalbuminuria, thì cái mức độ mà giảm albumin trong nước tiểu của nó càng rõ rệt hơn. Và cùng với những cái nghiên cứu lớn được công bố gần đây như là Credence hoặc là DABA CKD và sắp tới sẽ là EMBA Kidney, thì chúng ta biết rằng cái nhóm SGLT2 nói chung này là một cái nhóm thuốc có hiệu quả bảo vệ thận rất là ngoạn mục. Về cái vấn đề tăng acid uric thì cũng trong một cái phần nhóm nghiên cứu của nghiên cứu EMBARAT Outcome, người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà được uống empagliflozin có thể là acid uric ở trong máu đi trung bình là khoảng 29 micromol trên lít. Và chúng ta cũng thấy rằng cái hiệu quả mà làm giảm acid uric của empagliflozin nó được duy trì liên tục suốt nhiều cái nghiên cứu đã chứng minh acid uric càng tăng thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch, tăng tỷ lệ nhập viện vì suy tim. Và trong cái nghiên cứu EMBARAT Outcome, người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà được uống empagliflozin nó làm giảm acid uric có ý nghĩa thống kê so với giải dược, từ đó thì nó cũng làm giảm cái nguy cơ tử vong tim mạch, viện vì suy tim tương ứng cho các bệnh nhân đái tháo đường type 2 của chúng ta. Về
vấn đề rất là thường gặp ở trên lâm sàng. Thì trong cái nghiên cứu ELIP, người ta tuyển những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 có gan nhiễm mỡ được chẩn đoán bằng cái công cụ là MRI với HB1C ban đầu từ 7-10% và bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên. Các bệnh nhân này được chia ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm. Một nhóm là uống empagliflozin 10mg một ngày một lần, một nhóm kia là sử dụng giả dược kết hợp trên cái nền điều trị chuẩn. Và nghiên cứu này kéo dài 20 tuần với cái tiêu chí chính là cái thay đổi phần trăm mỡ trong gan và tiêu chí phụ là thay đổi cái men gan. Thì ta thấy rằng sau 20 tuần nghiên cứu của nghiên cứu ELIP, những bệnh nhân mà trong cái nhánh mà được uống empagliflozin 10mg một ngày thì giảm cả tiêu chí chính lẫn tiêu chí phụ nhiều hơn, có ý nghĩa thống kê so với lại giả dược. Và trong một cái phân tích gộp bao gồm những dữ liệu từ nghiên cứu EMPARET Outcome, từ 4 cái thử nghiệm lâm sàng pha 3 và từ một cái nghiên cứu EMPARET đối đầu giữa empagliflozin với lại sulfonylurea, người ta thấy rằng những bệnh nhân mà được uống empagliflozin có thể làm giảm men gan, có ý nghĩa thống kê, và kết quả giảm này nó độc lập với sự thay đổi HB1C cũng là cân nặng của người bệnh. Thì để kết luận cho phần trình bày này, tôi xin nêu ra ba cái ý như sau. Thứ nhất, quan điểm cũ là chúng ta điều trị đái tháo đường mà chỉ tập trung vào kiểm soát HB1C đơn thuần cho người bệnh. Cái vấn đề thứ hai là các cái thông số chuyển hóa khác với là HB1C như là huyết áp, lipid, acid uric, cân nặng hay là tình trạng gan nhiễm mỡ cũng có thể làm tăng những nguy cơ biến chứng dài hạn cho bệnh nhân bên cạnh cái tình trạng tăng đường huyết. Và cái thuốc ức chế SGLT2 ở đây với cái hoạt chất là empagliflozin có cái bằng chứng là đã tác động lên nhiều thông số chuyển hóa khác nhau, từ đó góp phần kiểm soát cùng lúc nhiều mục tiêu điều trị cho bệnh nhân của chúng ta. Tôi xin trích dẫn một cái câu nói ở trên cái tờ Lancet cũng khoảng 10 năm rồi, thì đây cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta, đó là cái y khoa chúng ta thì có thể dễ dàng giành được cái phần thắng trong cái trận đánh kiểm soát đường huyết, nhưng mà chúng ta sẽ thất bại trong cái cuộc chiến chống lại căn bệnh đái tháo đường. Bởi vì rõ ràng cái việc điều trị đái tháo đường nó không chỉ đơn thuần là kiểm soát đường huyết không mà đủ, nó còn phải kiểm soát cả nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa đi kèm nữa. Và trong cái cuộc chiến đó, thì thuốc ức chế SGLT2 nó là một cái vũ khí sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ được bệnh nhân tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp.